Hi guys, welcome back to another video about IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải một chủ đề nữa ha. Đó là describe a group or a club you have joined. Rồi, trước tiên mình sẽ đến với phần brainstorming, tìm ý cho bạn nào muốn nói riêng thứ của các bạn nha. Các bạn có thể tham khảo từ cái sườn này. Đó, describe a group, I'm gonna talk about name of the club hoặc là the group đó ha. Which is a, cái loại câu lạc bộ gì that I've been a member of for a while. Đó, paraphrase nó luôn ha. When it was founded and its purpose, nó thành lập khi nào, mục đích của nó là gì? Ví dụ, it was founded ago, hay là when, in, chẳng hạn. And its purpose is to, đó, mục đích của nó là để làm cái gì? When you joined it, ha, mình tham gia nó khi nào? Sử dụng cái bộ khung quen thuộc ha. If I remember correctly, I joined this club about ago at the time. So, how often you go there? À, mình thường đi đến đó khi nào? And with who cũng được ha. Why you like this club? Tại sao mà lại thích câu lạc bộ này? Và your hope for it to grow and last long. Cuối cùng là kết còn thời gian có thể nói mong đợi nó kéo dài ha. Ok, đó là cái sườn cho cái chủ đề này. Bây giờ mình sẽ đến với bài mẫu của video ngày hôm nay. Rồi mình sẽ chọn nói một câu bộ tiếng Anh mình tự tạo thông tin ra đi ha. Để cho nó dễ, tại vì đa phần là sinh viên các bạn hay đi tìm câu lạc bộ tiếng Anh. Người đi làm cũng có thể tìm câu lạc bộ tiếng Anh. Cho nên hình ra nó dễ áp dụng ha, sau số đông. Rồi bây giờ sẽ đọc qua một lần nhé. I'm gonna talk about EBC, which is an English club that I've been a member of for a while. EBC stands for English Practice Club, and as the name suggests, its purpose is to create an environment for people to speak English with each other. If I'm not mistaken, I joined it about 2 years ago when I was a second year student at university. At the time, I was looking for a place to improve my English skills, so I asked my friends on Facebook for recommendations. In the end, I chose this club because its location is not far from where I live. After my first visit, I enjoyed it so much that it became my go-to choice for practicing English. They usually hold meetings twice a week, but I attend about twice a month. Most of the time, my girlfriend accompanies me, but sometimes when she's busy, I go alone. There are several reasons why I love this English club. First of all, it features many excellent English speakers, including some foreigners, and they usually help me identify and correct my mistakes. Their guidance has been incredibly beneficial for my language learning. Second of all, it's totally free. The club meetings are held at a coffee shop and we only need to pay for the drinks we order, making it an affordable option for a student like me. Besides, it's a great place to meet and make friends with other people. You know what? This club is also where I met my current girlfriend. In fact, my English skills have improved significantly since I joined it. The club's supportive environment has been a key factor in my progress. I hope EBC continues to thrive and provide the same benefits to others that it has provided to me. Đó là toàn bộ nội dung cho cái bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa, dịch nghĩa lưu ý phát âm nè. Thì tôi sẽ nói về EBC, mỗi câu lạc bộ tiếng Anh mà tôi đã là thành viên được một thời gian rồi. Paraphrase đó. An English club that I've been a member of for a while. I've been, yeah, I've, mình hỏi nhẹ chữ F ra. I've been a member of for a while. For a while là được một khoảng thời gian rồi ha. EBC stands for English Practice Club. EBC nó viết tắt của cái chữ là English Practice Club, câu lạc bộ thực hành tiếng Anh ha. And as the name suggests, cái câu lạc bộ, cái tên của cái thứ gì đó mà nó hiển nhiên đọc là thấy ý nghĩa của nó luôn, thì mình có thể nói là as the name suggests ha. Và như cái tên của nó đã nói lên rồi là its purpose is to create an environment for people to speak English with each other. Thì cái mục đích của nó ha, purpose nhớ là purpose, không phải purpose nha. Its purpose đó là tạo ra, create nhớ là create, tạo ra chứ phải create ha. Create an environment for people, tạo ra một cái môi trường cho mọi người to speak English with each other, nói tiếng Anh với nhau. If I'm not mistaken, hoặc là if I remember correctly, cái nào cũng được ha, cái nào dễ nhớ dễ đọc với bạn bằng dài cái đó. I joined it, join it đọc tắt y đi đọc thành chữ join này, y đi đọc thành âm d, là I joined it ha. I joined it. Tôi tham gia nó khoảng gì, about 2 years ago when I was a second year student at university, khi tôi vẫn còn là sinh viên năm 2 ở trường đại học. At the time, vào thời điểm đó, I was looking for a place to improve my English skills. Đa dạng thì cái ngữ pháp ha. Vào thời điểm đó, tôi đang tìm một cái nơi để cải thiện tiếng Anh của tôi. So I asked my friends on Facebook for recommendations. Cho nên tôi hỏi bạn tôi trên Facebook để gì? Tìm cái sự đề cử, như là sự giới thiệu ha. On Facebook, yeah, Facebook for recommendations. In the end,
Và cuối cùng thì I chose this club because its location is not far from where I live. Thì tôi chọn cái câu lạc bộ này, nhớ là I chose ha, choose, chose và chosen. Nhớ nha, O-O, chose. Tôi chọn câu lạc bộ vì cái vị trí của nó thì không có xa nơi tôi sống. After my first visit, sau cái lần đi đầu tiên thì I enjoyed it. Cũng tiếp tục ED thăm the, nói luôn I enjoyed it so much that it became my go-to choice for practicing English. Thì tôi thích nó đến độ mà nó trở thành một cái sự lựa chọn đầu tiên của tôi trong cái việc luyện tập tiếng Anh ha. They usually hold meetings twice a week, but I attend about twice a month. Họ thường thì tổ chức những cái cuộc gặp khoảng 2 lần một tuần, nhưng tôi tham gia khoảng 2 lần một tháng. Most of the time, my girlfriend accompanies me. Hầu hết thời gian thì bạn gái tôi sẽ đi cùng với tôi. Accompanies ha. Accompanies hay là go with me đó. But sometimes when she's busy, nhưng thỉnh thoảng khi cô ấy bận, I go alone, thì tôi đi một mình. There are several reasons why I love this English club. Có một vài lý do mà tại sao tôi thích cái câu lạc bộ tiếng Anh này. First of all, it features many excellent English speakers. Thì đầu tiên là nó có rất là nhiều những cái người nói tiếng Anh xuất sắc. Excellent ha. Features, giống như là has it, features many excellent English speakers, including some foreigners. Nhớ là foreigners ha, không phải là foray mà là foreigners, bao gồm cả những người nước ngoài nữa. And they usually help me identify and correct my mistakes. Và họ thường giúp tôi xác định cũng như là sửa những cái lỗi của tôi. My mistakes ha. Their guidance has been incredibly beneficial for my language learning. Và cái sự hướng dẫn của họ đã gì? Từ đó đến giờ đã luôn rất là gì? Có ích cho cái quá trình học ngôn ngữ của tôi, cho cái việc học ngôn ngữ của tôi ha. Incredibly đó, chạm từ cái từ incredible đó, ha. Unbelievable đó. Beneficial đó, rất là có lợi. For my language learning nha, cái đuôi GE phải đọc nha. Language learning beneficial nha. Second of all, nói là second of all. Chữ of này trong phiên âm là âm V, mình nói với chữ O là second of all ha. Còn nếu đơn giản có thể dùng second cũng được. It's totally free, nó hoàn toàn miễn phí. The club meetings are held at a coffee shop. Những cái buổi gặp của câu lạc bộ thì nó thường được tổ chức ở một cái quán cà phê. And we only need to pay for the drinks we order. Và chúng tôi chỉ cần trả tiền cho cái món nước mà chúng tôi gọi thôi. Making it an affordable option for a student like me. Biến nó trở thành một cái sự lựa chọn rất là hợp lý về giá cả cho một cái sinh viên như tôi ha. Affordable option. Besides, ngoài ra thì it's a great place to meet and make friends with other people. Nó còn là một cái nơi tuyệt vời để gặp và kết bạn với những người khác. You know what? This club is also where I met my current girlfriend. Bạn biết không, câu lạc bộ này cũng là cái nơi mà tôi đã gặp cái bạn gái hiện tại của tôi. In fact, my English skills have improved significantly since I joined it. Thực tế thì cái kỹ năng tiếng Anh của tôi đã cải thiện một cách đáng kể kể từ khi tôi gia nhập tham gia vào câu lạc bộ này ha. Joined it. The club's supportive environment has been a key factor in my progress. Và cái môi trường mà hỗ trợ của câu lạc bộ ha đã luôn là một cái yếu tố chính trong cái tiến trình phát triển của tôi. Đó, a key factor in my progress. Nhớ là progress ha. I hope EPC continues to thrive and provide the same benefits to others that it has provided to me. Đó, tôi mong là EPC sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp cho người khác những cái lợi ích giống như họ đã từng đem đến cho tôi. Được chưa? Provide the same benefits to others that it has provided to me. Ok, đó là toàn bộ nội dung cho cái bài mẫu này. Và phần tiếp theo, phần cuối cùng đó là cái bài mẫu cho bên 5 đến 6 ha. Mình đã rút gọn nội dung lại để phù hợp với tốc độ nói của các bạn. Và gì? Từ vựng cũng sẽ đơn giản lại, nhưng nội dung vẫn giữ nguyên ha, không đổi những cái ý chính. Đó, cho nên các bạn dễ học hơn. Bên 5 đến 6 học theo cái này thôi là được ha, không cần học phức tạp quá, mệt thôi không được vậy đâu các bạn. Rồi, đó là toàn bộ bài mẫu cũng như là nội dung cho cái chủ đề ngày hôm nay. Hy vọng là chúng bổ ích cho các bạn. Nếu thấy bổ ích đừng quên like cũng như để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching. And I'll see you guys in the next videos. Bye bye.